Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay á mình quay cho bà con xem về cái mô hình trồng bơ bút nè, bơ ghép nè và một số giống bơ mới của anh Trực ở xã ở huyện ở chợ gần chợ Phú Nhơn, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đây. Thì hôm nay mình có đi thăm vườn và quay cho bà con xem về cái mô hình trồng bơ. Thì cái mô hình của anh á thì anh trồng sen cà phê, thì bơ cũng rất là sai, trái rất là nhiều, đều và đẹp. Thì qua đây mình cũng hướng dẫn cho anh về công tác. Thứ nhất là ở giai đoạn này á thì trái nó không lớn, với bơ thường thì trái nó không lớn rồi, và còn chú ý là chỉ phun phòng thuốc nấm cuốn thôi. Cái thứ hai, nếu có hiện tượng phát đọt thì phun thuốc chặn đọt, còn nếu như mà con muốn đẹp trái đẹp hơn thì con phun thuốc giữ trái và bóng trái đẹp trái đó. Như những cái bơ mình quay con xem á, toàn bộ trái rất là bóng loáng và đẹp. Thì giống bơ này hai trái là 1,2 kg luôn á, nó trái rất là đều, xanh đẹp. Thì clip này mình quay cho bà con xem để bà con tham khảo về cái công tác mà đi thăm vườn ở bên trái cây thuộc mùa lắc, luôn quay những vườn bơ và những vườn cây ăn trái cho con xem. Thì với những cái vườn bơ này á rất là lâu năm, cây bơ có 10 năm, 12 năm, cây 9 năm cũng có. Thì bơ này mình tí nữa mình sẽ quay cho bà con xem về bơ bút, hiện tại mình quay giống bơ này thôi. Nói chung mình trồng trong cà phê nên mình đi nó rất là vướng, nên công tác quay nó sẽ không được rõ cho bà con xem máy. Thì bà con cũng thông cảm cho mình về công tác đi, vì trong vườn rất là cỏ nhiều, cây cối gai rất là nhiều nên đi quay rất là phức tạp. Mình chỉ quay chung bà con xem thôi. Thì đây là mùa bơ, thì gần tới đây thì bên mình sẽ đi quay hầu như rất là nhiều về những vườn mà đã đậu trái, và bắt đầu là tới giai đoạn chăm sóc về dưỡng trái và đẹp trái. Thì vấn đề mình nói ở giai đoạn lớn này thì bà con cũng khỏe được một phần, đó là côn trùng kết thúc. Khi mà trái bơ chúng ta lớn rồi thì lớp vỏ nó dày thì cũng sẽ không bị chích nữa. Cái đó thì bà con cũng yên tâm về vấn đề này. Thì đây là mới bơ thường nha. Tí nữa sẽ mình đi quay qua bơ bút cho bà con xem. Có những cây bơ 12 năm, 13 năm, một cây bơ tầm 4-5 tạ. Thì một con anh Trực ở đây cũng chia sẻ, một số bà con đây có bán một cây bơ tầm 50 triệu, 60 triệu cũng có một cây bơ. Giá cũng, một cây bơ cũng 4-5 tạ. Giá dao động từ 80-120.000 một ký. Đó là bơ bút đó, thời điểm năm ngoái nha, năm 2017 á. Thì với năm 2018 này á, thì mình sẽ cập nhật cho bà con thêm về cái chi tiết về giá cả bên bơ bút của năm 2018 này. Thì đây những vườn bơ thì khi mà trái lớn như này thì bà con cũng yên tâm đi về công tác mà rụng trái như thế nào. Thì những giai đoạn mà trái lớn như thế này á, thì bà con chuẩn bị cho mình là công tác mà chuẩn bị làm hoa cho giai đoạn 2019 á, công tác phân bón á. Thì đó với bơ thường nha, bơ ghép như thế này á. Còn đối với bơ mà bơ bút á, thì còn lâu. Bơ bút thì giờ mới có tháng 5 mà, thì tầm khoảng cỡ 4-5 tháng nữa thì bắt đầu mới tới vào mùa thu hoạch của bơ bút. Thì hiện nay á, dù bơ bút hay bơ thường á, thì cái thị trường tiêu thụ ở trong nước của chúng ta cũng rất là mạnh, nên mà con cũng không phải lo về cái vấn đề sự tiêu thụ của bơ. Thì hiện nay là cái bơ có rất nhiều công dụng và được mọi người tiêu dùng về sắc đẹp, ăn uống, nói chung là rất nhiều công dụng đó. Thì mình cũng quay nhiều bà con xem á, thì một nửa bà con cứ đăng ký kênh đi, theo dõi hết clip về cái bơ. Mình cũng quay rất chung cho bà con xem á, mình đi từng cây, mình quay cho con về cái bơ ghép ở Chư Sê, Gia Lai, phần của anh Trực á. Xin cảm ơn bà con ạ.